Anh ngay của tôi là 400 nghìn đấy không ạ? Hôm nay là 30 Tết rồi. Thôi anh em chú cháu trong chợ, tôi lấy 50 nghìn thôi. Được chưa? Dạ quá được ạ. Cháu gửi chú đây. Đấy, bê đi. Taxi. Taxi. Ты, пожалуйста, помогите. Два человека вырвали мою сумку. Два человека. Два. Hai à? Да, 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 да. Biết nói tiếng Việt không? Я не понимаю. Пожалуйста, отвезите меня в посольство. В русское ханойское посольство. Ханой. Ханой. Да, 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 да. Ханой 2. Hà Tây. Đúng không? Я не понимаю. Ну да, быстрее. Nhưng mà đi đâu ấy? В посольство. Where? Where? Embassy. 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 Ba vì Hà Tây đúng không? Да, 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 gần quê tôi luôn để tôi trở về luôn. Да, пожалуйста. Помогите. Hơi xa ấy. Xa. 500. Спасибо. Да. Lên. Поехали. Tây có khác. Ok, chỗ nào đi luôn. À, ơi trời. Cháu quên, cháu xin Ba Vì đây rồi. À đây này. Có cái biển đây này. Địa phận Ba Vì. Это не посольство. Tóm lại là tôi không biết tiếng Tây đâu. Cứ cho tôi xin tiền luôn, xong rồi đi đâu thì chỉ tôi chở đi tiếp sau. Money, money 500. Какие money? У меня сумку вырвали. У меня ничего нет. Вот. Посмотри. Ничего нет. У меня ничего нету. Chứ là thế nào? No money. No money. Да. Đưa tiền đây rồi nào. Đi mấy chục cây rời cả chiều 30 bắt người ta chở từ Hà Nội về rồi. No money. Đâu quay. Cái gì đây? Đấy. Lừa. Tay lừa. Ôi cái cành đào sao lại còn có một bông nữa kia. Nhanh nhanh cái tay lên Châu ơi. Mẹ bảo anh Phi về mà bắt. Con vừa mới thay xong bộ quần áo. Con chào mẹ. Anh Phi, bắt được em con gà. Mày đi mà bắt. Я твоему брату очень благодарна. Скажи ему об этом. Хорошо. Chị ấy bảo là chị biết ơn anh Phi lắm đấy. Mày hiểu à? Anh quên lại học tiếng Nga 2 năm à? Tao tưởng mày học cho vui thôi. Nhưng ai làm cái gì mà biết ơn? Thì chị là người Nga, sang đây du lịch. Xong bị mất hết giấy tờ tùy thân, cả tiền bạc. Thân cô thế cô, đồ anh đưa về nhà tá túc. Không biết ơn thì là gì nữa. Ôi trời ơi, con ơi là con, sao mày ngu thế? Nhà mình chưa đủ nghèo à, mà mày còn thích đèo bồng à? Mà Tây, nó có 5-7 loại Tây. Cái mũi Tây ba lô này, thì lấy đâu ra tiền mà mày rước về hả? Con có điên đâu mà rước về. Lúc ở trên kia con tưởng là khách sộp. Xong về đến đây mới biết là không có tiền. Ôi trời ơi. Thế thì tống ngay đi, giữ nó ở lại đây để nuôi báu cô à? Mẹ, dù sao chị cũng chẳng quen biết ai.
Mà giờ này trên thành phố ấy, mấy cơ quan người ta nghỉ hết rồi. Mẹ cho chị ở lại đây tá túc mấy hôm, coi như làm phúc mẹ nhá. Ui, mà mày mua đào với hoa gì mà chẳng có bông nào thế hả? Rồi cười cái gì hầm. Ê. Châu ơi. Hả? Gà xong rồi đấy, tí bỏ vào mà luộc nhá. Tao ra nhà Dương Lê tao sửa cái xe đây. Anh cứ đi đi. Ở nhà em có chị Sarah giúp rồi mà. Sao? Ca phẫu thuật đã thành công rực rỡ. Gà với chả qué. Thế này thì còn giao thừa giao thiếu cái gì nữa? Ông bà nào mà chứng giám cho cơ chứ? Thôi mà mẹ, Sarah chỉ muốn chặt gà nhỏ cho nhà mình dễ ăn thôi. Mà mang con gà này lên ý, các cụ có nhận hết. Chỉ rồi cãi thôi. Thôi đấy, gà qué tây tàu gì cũng của anh em chúng mày tất. Mẹ tao vừa cho một trận xong, khiếp hồn. Mà này, tao bảo, lát nữa mày đi chơi giao thừa ấy, tao không đi đâu. Mặt tao đang đầy mụn thế này. Chả muốn đi gì cả. Với lại là có chị Sarah ở đây nữa, tao không nỡ cho chị một mình. Ừ, thế nhá, mày đi chơi đi. Bye bye. Вот, держи. Это тебе. Что это? Это средство от прыщей. Твоя кожа будет красивая. Спасибо. Нет, за что. Các bác sang chơi đi à? Mời các bạn vào cái này. Đây này, này, cái gì? Mình đồ mới có khác. Xem em ăn năm nay đãi dâu tây những gì nào. Gà kiểu tây có khác. Thầy đáo đây. Chào chào các bác ạ. Tây thì đổi vào đây. Vào đây. Ôi, tây có khác đúng không? Da nó mướt mượt thế này này. Thế cháu tên là gì? Khác chị bé da vụt. À, Sara. Sara. Được chưa? Các bác hiểu nhầm ý chị rồi. Tên chị là Sara. Ui giời. Tôi phải xích lại gần tí đã. Mà này, quen Đằng Phi lâu chưa? Cưới đi. Cho các bác đang có. Ấy chết, cưới xin cái gì hả bác? Cưới đi mà đổi đời chứ. Ui, tây mà. Sao làm tây đâu? Đây. À, đây, đây, đây. À, 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 à. Chào tây. Здравствуйте. Ui dồi. Ui dồi, thấy chưa? Nó vừa về nhà mình về nó đã hào phóng lắm. Đòi chia ngay. Tế này cho mượt này mà cứ để bảo cháu là tây đâu. Nó mà một bụi chờ. Tao ngang vai mẹ mày đấy nhá. Ôi giời ơi. Tôi chả biết là nó nói cái gì. Thế nhưng mà thái độ nó như này là không được đâu. Thôi. Đi về thôi, đi về đi. Mày xe ra đi về. Các bác ơi, cứ tưởng là các bác. Các bác hiểu nhầm nữa. Các bác ơi. Chưa ai đâu mà chạm gì vào nó luôn đây. Không làm gì đâu. Cái gì mà mí thế à? Còn chuyện gì ngoài chuyện con quả quạ này nó gây ra nữa. Đau hết cả đầu. Cái gì cơ đây?
khỏi nhà. Ra khỏi nhà. Извините меня, я не хотела. Phi, mày định giữ cái củi nơi trong nhà sang đầu năm mới à? Ám khỏe như thế chưa đủ hay sao? Tao cấm. Nhưng mà mẹ ơi, còn chị Sarah, nó lớn rồi, không chết được. Mày lo cho cái thân mày ý, lo cho cái nhà này đi. Không biết giờ này chị Sarah đang ở đâu nhỉ? Mà ngoài trời còn đang mưa lâm thâm nữa. Nhanh quá nhỉ, bóc bánh chưng đẹp ghê. Mẹ, mẹ nhìn em chị Sarah già cũng khéo chưa này. Không hiểu sao hai người thân của tôi lại có thể giả chân thế được cơ. Lại Tây à? Papa, papa, ты приехала. Дочка. Chơi chị, chơi. Ba mang cái đồ cho chị à? Oh, спасибо, пап. Bác ấy nói là chị Sarah rất thích đi du lịch một mình. Đợt vừa rồi chị nói với gia đình là sang Việt Nam du lịch, nhưng mà gia đình lại không liên lạc lại được. Bác ấy rất lo lắng mà sang Việt Nam tìm. Biết là gia đình mình giúp đỡ, bác ấy rất biết ơn. À mẹ ơi, bác ấy bảo ấy là bác ấy có một công ty lớn, mẹ mà cần giúp đỡ ấy, thì nói với bác ấy một câu. Cái con này bác ấy có bảo là sẽ trả tiền xe ôm cho anh không? Anh còn phải hỏi à? 500 mấy. 1 triệu cũng trả. Ông này, nhân dịp năm sớm, gia đình tôi có chai rượu quý, mời ông một ly này để cùng chúc mừng năm mới với gia đình chúng tôi. À, rượu quang na. Rượu quang na. Bây giờ con А, ты помнишь косметику, которой ты пользовалась? Да. Да, у тебя, кстати, все угри прошли. У меня есть для тебя подарок. Вот, это новый набор косметики. Это тебе. Большое спасибо. Да не за что. А кстати, это хейтер. Это вьетнамская косметика. Прикинь? Я надеюсь, тебе понравится.
Mẹ ơi, rõ là buồn cười. Người Việt thì mời rượu Nga, còn người Nga lại tặng mỹ phẩm Việt. Ok, quả của ta đâu? Quả của anh á? Ừ. Đây này. Đây. Phải xin mấy chú. Thôi nào, đợi cả nhà nâng ly nào. Chúc mừng năm mới. Nào. 1, 2, 3.